Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Đã gần 50 năm từ ngày đất nước Việt Nam thống nhất, non sông nối liền một dải. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, hàng loạt các tướng lĩnh được xem là chóp bu của chế độ, sau những lời hô hào tử thủ đã mạnh ai nấy chạy. Nói một đằng, làm một nẻo, hay nói cách khác là hô hào tử thủ rồi bỏ chạy trước là tinh thần nhất quán của giới tướng lĩnh chỉ huy cấp cao nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày tháng cuối cùng của chế độ. Và người đầu tiên mở đầu cho phong trào này không ai khác ngoài chính Nguyễn Văn Thiệu, người đứng đầu khi đó. Vậy những ngày cuối cùng của Thiệu tại Sài Gòn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Ekip thay tướng. Gần 50 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều hồ sơ, tài liệu thuộc loại tuyệt mật của chính quyền Sài Gòn đã được giải mã, giúp cho mọi người biết được những giờ phút cuối của chế độ. Một trong những nhân chứng của phút 89 đó là cựu thiếu tá Nguyễn Tấn Phận, người từng là sĩ quan tùy tùng cho chính Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau đó, đến đầu tháng 4 năm 1975, thì phụ trách an ninh cho cựu Thủ tướng Trần Thị Khiêm. Ông cũng là người cùng với Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm chạy khỏi Việt Nam vào buổi tối ngày 25 tháng 4 năm 1975. Tài liệu dưới đây được lấy từ lời kể của ông Nguyễn Tấn Phận trong quá trình hòa hợp dân tộc sau này. Tôi về trình diện phủ thủ tướng vào đầu tháng 4 năm 1975. Chưa nhận nhiệm sở mới thì Đại tướng Trần Thị Khiêm đã từ chức Thủ tướng Chính phủ. Tôi được chuyển qua làm việc tại Văn phòng Cố vấn Quân sự của Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Sở dĩ có việc này là vì Trần Văn Hương ngay sau khi nhậm chức đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Trần Thiện Khiêm làm cố vấn quân sự. Dù được mang tiếng là làm việc tại Văn phòng Cố vấn Quân sự, thế nhưng nhiệm vụ của ông Phận chỉ lo về an ninh cho vợ chồng ông Trần Thiện Khiêm mà thôi. Thỉnh thoảng ông ta lại hộ tống vợ ông Khiêm đi thăm viếng, đi cúng dường các chùa chiền ở khu vực Thủ Đức. Vào giữa tháng 4, một vài ngày sau khi Trần Thiện Khiêm từ chức, thì vợ ông Khiêm có cử người đến nhà riêng của tướng Carles Thames. Ông Phận có kể: "Bà cho tôi biết Thames có viết cho bà mấy câu trong một tấm thiệp nhỏ, đại ý là đừng gọi điện thoại vì nhà ông ta không có điện thoại." Tuy nhiên, theo lời kể của ông Phận và Trần Thiện Khiêm sau này, đó chỉ là cái cớ để Thames từ chối khéo và ngầm truyền đạt thái độ của Washington về số phận của Sài Gòn mà thôi. Thames quen biết và gần gũi với hầu hết các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn, kể cả là Đại tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ, v.v. Nhiệm vụ của Charles Thames là tiếp xúc và tìm hiểu tinh thần của họ, nên bất cứ ai cũng là bạn của ông ta. Theo như nhận xét của Trần Thiện Khiêm sau này, thì cỡ như Thames muốn có vệ tinh còn được, chứ huống gì điện thoại. Chẳng qua, ông ta viết thế là để không lưu lại chứng tích gì về trách nhiệm của mình trong những ngày mà Sài Gòn hấp hối, thế thôi. Cũng vào thời gian này, tin đồn về việc Nguyễn Văn Thiệu từ chức đã lan rộng trong xã hội. Và câu hỏi là bao giờ thì Thiệu sẽ từ chức? Những người quan tâm đến thời cuộc đều biết vào lúc đó, tòa đại sứ và cơ quan tình báo của Mỹ đang tìm mọi cách để loại Nguyễn Văn Thiệu, hòng dựng lên một khuôn mặt tùy cũ nhưng mới, mà theo họ là ôn hòa hơn. Đó là tướng Dương Văn Minh, người được Mỹ đánh giá là có chủ trương mềm dẻo. Phần nữa, cũng là do một số chính trị gia sôi thịt đang ngồi chơi xe nước, nghe hơi nổi chõ rồi tung hỏa mù rằng phía bên kia chỉ đồng ý nói chuyện với ông Dương Văn Minh nhằm kiếm một chân trong chính phủ liên hiệp, một sản phẩm quái đản của những trí tưởng tượng bệnh hoạn đùi mù. Trưa ngày 21 tháng 4, Trần Thiện Khiêm được Nguyễn Văn Thiệu triệu tập vào Dinh Độc Lập họp cùng với Trần Văn Hương. Buổi họp diễn ra trong gần 1 giờ đồng hồ. Mặc dù đi theo Trần Thiện Khiêm, nhưng Nguyễn Tấn Phận không được vào bên trong nên không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Mãi khi về tới nhà, Trần Thiện Khiêm bước xuống xe, thế nhưng không đi thẳng vào nhà mà dừng lại chờ ông Phận tới, rồi nói với nét mặt vui vẻ: "Chiều nay nhớ mặc đồ đẹp vào Dinh Độc Lập nghe Tổng thống Thiệu đọc diễn văn từ chức nhé." Ông Phận kể: "Và tôi là người đầu tiên nhận được thông tin vô cùng quan trọng mà cả thế giới vốn đang chờ đợi này." Tuy nhiên sau này, trong các tài liệu, hồi ký của các tướng lĩnh, chính trị gia Việt Nam hay Mỹ, thì người đầu tiên biết tin Thiệu từ chức không phải là Phận mà lại là tòa đại sứ Mỹ. Trong lúc Thiệu thông báo việc từ chức cho Trần Văn Hương và Trần Thiện Khiêm, thì tại tòa đại sứ Mỹ,
hệ thống điện tử ghi âm rõ ràng những gì Thiệu nói. Chuyện nghe lén này về sau được các tướng tá quân đội Sài Gòn lưu vong, đặt ra nhiều giả thuyết rằng người Mỹ đã bắt đầu nghe lén các buổi họp của Thiệu từ lúc nào và bằng cách nào. Trở lại với chuyện Nguyễn Văn Thiệu từ chức, có mặt tại phòng khánh tiết trong Dinh Độc Lập, Nguyễn Tấn Phận nghe từ đầu tới cuối bài diễn văn của Thiệu trước một cử tọa rất đông đảo, gồm các nhà lập pháp của hai viện quốc hội cùng các quan chức trong chính phủ và các cơ quan truyền thông. Ông ta đổ hoàn toàn lỗi lầm cho người Mỹ bằng những lời cay cú công khai kiểu như: các ông đã tìm được đường rút lui trong danh dự. Hiện nay, khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, không có máy bay trực thăng và B-52 yểm trợ, các ông đòi hỏi chúng tôi làm một điều không thể, như dùng lá lấp biển. Giống như các ông chỉ đưa tôi có $3 nhưng bắt chúng tôi phải đi máy bay hạng thường già, ở khách sạn cao cấp và ăn 3-4 miếng bít tết rồi vài ly rượu. Đó là điều kỳ quặc và không thể làm nổi. Nguyễn Văn Thiệu đổ lỗi thất bại cho người Mỹ đã dùng những lời lẽ nửa trách móc, nửa thách thức. Người Mỹ đánh không lại Cộng sản nên bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình thì làm sao ăn? Có giỏi thì người Mỹ nhảy vào một lần nữa. Và trong những giờ phút cuối cùng trên TV, ông đã nói rằng người Mỹ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố bàn giao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương theo như Hiến pháp đã quy định. Cũng trong bài từ chức, ông tuyên bố mạnh mẽ, dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào vẫn còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Ấy thế nhưng chỉ có vài ngày sau thì cái vị trung tướng, vị chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu kia đã bí mật lên chuyên cơ rời khỏi Sài Gòn sang Đài Loan với danh nghĩa là phúng điếu Tưởng Giới Thạch, dù ông Tưởng đã mất trước đó gần một tháng. Ân huệ cuối cùng của đồng minh. Dù buông hết lời cay nghiệt vào đồng minh ở bên kia bán cầu, thế nhưng phần nào các bộ óc bên kia cũng cho rằng dù sao đây có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của một vị hoàng đế khi chuẩn bị mất cả thiên hạ trong tay mà thôi. Từ bên kia bán cầu, nghe tin Thiệu từ chức, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger liền gửi cho Graham Martin, đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, một bức điện văn. Nội dung thì Kissinger có yêu cầu ông đại sứ chuyển lời, bày tỏ lòng kính trọng của Kissinger đối với Thiệu và đề nghị muốn giúp Thiệu rời khỏi Việt Nam. Sáng sớm hôm sau, ngày 22 tháng 4, tướng Charles Timmis vội vã đến tư dinh của Trần Thiện Khiêm. Ông Khiêm và Timmis đã trao đổi với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Rồi ngay chiều hôm đó, Trần Thiện Khiêm vào Dinh Độc Lập gặp Nguyễn Văn Thiệu. Khó mà biết được rằng Trần Thiện Khiêm đã nói gì với Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng không loại trừ việc Timmis đề nghị Thiệu là nên ra đi khỏi đất nước. Sau này, ở hải ngoại, Trần Thiện Khiêm có kể lại rằng ngay sau khi ông Thiệu từ chức, cụ Hương muốn Thiệu và Dượng Tư, tức ông Hoàng Đức Nhã, cố vấn và cũng là cháu ông Thiệu, đi đường biển qua Singapore. Tiết lộ này trùng hợp với việc Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng yêu cầu ông Hoàng Đức Nhã qua Singapore gặp ông để chuẩn bị cho việc lưu vong cho Thiệu. Tuy đã từ chức, song Thiệu vẫn còn ở lại Dinh Độc Lập và còn áp đặt nhiều vấn đề khiến tân Tổng thống Trần Văn Hương gặp không ít khó khăn trong việc điều hành nội các. Theo Frank Snap, việc từ chức của Nguyễn Văn Thiệu có phần rất lớn của Đại tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh cho rằng sự có mặt của Thiệu đã làm cản trở tiến trình hòa bình do ông ta chủ trương, nên ông yêu cầu ông James bằng mọi cách phải thúc bách Thiệu sớm từ chức. Khi biết được việc này, đại sứ Martin lấy làm phấn khởi. Trước hết thì ông ta không muốn mang tai mang tiếng về việc ra đi của Thiệu. Ông muốn cho dư luận tin rằng đó là sức ép từ các thế lực địa phương, chứ không phải là từ phía tòa đại sứ của Mỹ. Hơn nữa, Trần Văn Hương cũng mời đại sứ Martin vào Dinh Độc Lập. Ông Hương nêu ra nhiều lý do và nhấn mạnh với Martin là nếu còn có sự hiện diện của Thiệu ở Sài Gòn, thì chính quyền do ông lãnh đạo khó có thể tiến hành các cuộc hòa đàm với phía bên kia. Ông Hương cũng yêu cầu nước Mỹ hãy nhận Thiệu và Martin cam kết là phía Mỹ sẵn sàng đồng ý cho Thiệu sang Mỹ. Nay nhìn lại các hoạt động của tướng James, đồng thời dựa vào các văn kiện của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Mỹ, thì có thể thấy rõ là đã có áp lực mạnh mẽ từ phía Washington buộc Thiệu phải rời khỏi đất nước theo kế hoạch của họ. Văn kiện đầu tiên được gửi đi từ Washington đúng 12 tiếng đồng hồ sau khi Thiệu từ chức.
buổi sáng ngày 22 tháng 4 năm 1975, Thừa lệnh Tổng thống Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi điện văn ủy quyền cho Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cấp một số giấy tờ tạm cư cho phái đoàn của Nguyễn Văn Thiệu. Ngày ra đi là ngày 22 tháng 4, nghĩa là họ muốn Thiệu phải đi ngay trong ngày hôm đó. Tại Tư dinh Trần Thiện Khiêm, vào buổi sáng ngày 25 tháng 4, ông Nguyễn Tấn Phận thức dậy muộn hơn mọi hôm vì đêm hôm trước, ông Phận cùng với đại úy Mùi, sĩ quan tùy viên của Trần Thiện Khiêm nói chuyện khá khuya. Ông Phận có kể: thay quần áo xong, như thường lệ, tôi đến phòng trực dành cho sĩ quan tùy viên. Đây là một căn phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc bàn ngay cửa ra vào. Trung tá Đặng Văn Châu, chánh văn phòng đã có mặt ở đó. Ông vừa được chỉ định thay thế đại tá Nguyễn Trọng Hồng. Trung tá Châu cho biết, Trần Thiện Khiêm chỉ thị cho tôi ra ngay Ngân hàng Quốc gia đổi 3 triệu đồng tiền Việt Nam lấy tiền đô la Mỹ. Số đô la Mỹ đó là để chuẩn bị cho việc ra đi của Khiêm. Chiều ngày 25 tháng 4, trong tư dinh của Trần Thiện Khiêm, mọi người đều lăng xăng khác thường. Thiếu tá Đinh Sơn Thông là em vợ của Khiêm và cũng là thư ký của Khiêm dặn ông Nguyễn Tấn Phận ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị tiếp khách. Tắm rửa, thay quần áo xong, ông Phận đi một vòng quanh nhà, kiểm soát việc canh gác của toán cận vệ, rồi quay vào theo lối cửa sau. Ngang qua nhà bếp, thấy những người đầu bếp dù đang rất bận bịu nấu nướng, nhưng khuôn mặt người nào người nấy cũng đều có vẻ ưu tư, lo lắng. Chốc chốc, người nọ nhìn người kia như thầm hỏi điều gì. Thấy Phận ăn mặc khác thường, họ lại càng lo lắng hơn, vì trong suốt thời gian làm việc ở tư dinh của Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Tấn Phận chỉ mặc quân phục. Bước vào phòng khách, Nguyễn Tấn Phận thấy bàn ăn đặt tại đó. Rất ngạc nhiên, ông Phận nghĩ đáng lẽ là phải dọn tiệc tại phòng ăn, vì phòng ăn vừa rộng rãi, vừa khang trang hơn. Và đó là dấu hiệu của sự khác thường. Ông Phận nhớ lại: đến phòng trực của sĩ quan tùy viên, tôi thấy thiếu tá Lưu lên ca, thay thế đại úy Mùi làm ngày hôm trước. Tôi tin ông Lưu biết rõ mọi chuyện, vì anh là người có họ hàng với gia đình của ông Khiêm. Một lúc sau, ông Trần Thiện Phương, anh ruột của Khiêm có tới. Ông cũng đi thẳng lên lầu và gặp ông Khiêm trong vài phút, rồi cũng vội vã ra về. Sau đó, thiếu tá Đinh Sơn Tuyền là em vợ của Khiêm cũng đến đó với một vẻ mặt trầm tư. Rồi sau vài phút gặp ông Khiêm, ông Tuyền cũng đi luôn, dáng vẻ vội vã như chạy. Xế chiều, có lệnh yêu cầu toán cận vệ của Khiêm trở về phủ thủ tướng. Nhóm lính khác cũng được trả về Liên đoàn An ninh. Kể từ lúc đó, nhà riêng của Trần Thiện Khiêm coi như bỏ ngỏ. Ông Phận bắt đầu lo lắng vì việc rút những người lính gác đồng nghĩa việc là Trần Thiện Khiêm sẽ không còn ở lại đây lâu. Ông Phận kể tiếp: thấy tôi đăm chiêu, Trung tá Châu trấn an tôi bằng cách tiết lộ là chiều nay ông Khiêm chính thức mời cựu Tổng thống Thiệu cùng vài nhân vật trong nội các và ngoại giao đoàn đến dự tiệc để ông chào giã biệt, vì từ ngày từng chức thủ tướng đến nay Khiêm chưa có dịp tổ chức. Nghe xong, Phận hiểu ngay đó chỉ là cách ngụy trang cho một cuộc tháo chạy. Thế nhưng, ông ta thì vẫn thắc mắc rằng tại sao lại có Thiệu, vì theo ông Phận suy nghĩ, ông Thiệu chắc chắn là phải có một kế hoạch ra đi riêng chứ nhở. Vì vậy, việc đi hay ở, Thiệu không có quyền quyết định, quan trọng là đi đâu mà thôi. Việc Thiệu tới Đài Loan, chứ không phải là tới Mỹ, theo nhiều tài liệu sau này, đó là do có sự tác động của chính ông Vũ Ngọc Nhạ, một tình báo cấp cao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vũ Ngọc Nhạ thông qua khối công giáo gây sức ép buộc ông Nguyễn Văn Thiệu từ chức và Dương Văn Minh lên làm Tổng thống. Ông cũng khuyên Nguyễn Văn Thiệu rời bỏ Sài Gòn, nhưng tuyệt đối không được tới Mỹ, vì ở đó Nguyễn Văn Thiệu có thể sẽ bị giết. Nghe theo lời khuyên của ông, Nguyễn Văn Thiệu cùng gia đình chạy sang Hồng Kông, rồi sang Anh cư trú, đến cuối đời thì mới qua Hoa Kỳ. Khi được hỏi về việc cứu mạng Nguyễn Văn Thiệu, Vũ Ngọc Nhạ có nói: tôi cho đó là chính sách rất nhân đạo của chế độ ta. Vậy Thiệu đã ra đi như thế nào? Hãy cùng đón chờ video tiếp theo của Battle Cry nhé!